lại gần tối tối á, cũng cho dạng dạng tụi con lại bộ dạc đó, cũng nói chuyện chơi là chị Bích mới được vô cũng nói chuyện cười vui lắm. Xong rồi tự nhiên qua một thời gian chút xíu là nằm ngay chỗ trong góc đó đó, lấy mền á đắp từ trên đầu tới chân rồi là không nói chuyện, nhìn nó thấy thấy liếc liếc tụi con hoài luôn. Con nói chắc con nghi là nhập vô rồi. Con nói là con với bộ con nói là Nam Mô A Di Đà Phật á, cái dĩa bụng tay ơi rồi lăn qua lăn lại á, con biết rồi. Cái con đi lên nói mẹ cha, lúc đó là cậu ba cũng đi công chuyện á, chưa về á, là lúc đó là đợi cậu ba về cậu ba mới biết. Con nói cho cậu ba hay mà nghe tiếng Phật là sợ lắm hả con? Dạ con nói có vài câu rồi chứ sợ lắm luôn, lăn qua lăn lại. Còn con với bụng nó là chế chế dịu rồi chế lại đi chứ cúng đi, không có không không chịu. Xong mà nhập vô rồi không có ra liền đâu, cỡ gần hơn nửa tiếng á mà đợi thằng mời thầy xuống nó mới ra liền. À đó là Bông Nhi á, nhập vô á. Bông Nhi hả con? Dạ Bông Nhi. Dạ nó đây nè. Đứng ngay đây. Nó đi theo nước ngoài luôn. Là sao con biết là quan hồn? Dạ lúc đó là chó sữa cha con cũng có nhìn á, mà cha con không thấy gì hết. Rồi con thấy, có mình con thấy. Nhiều người không con? Nhiều. Mà gương mặt làm sao con? À, cơ mặt nó, cái tóc nó che hết rồi. Tóc nó che là hả? Dạ là... Thấy ghê vậy? Dạ. Mà nó đứng đông lắm hả con? Dạ đứng đông. Ồ. Dạ con xin gửi lời chào cả nhà. Dạ thưa cả nhà, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng gặp gỡ và trò chuyện với em Hồng Diệu. Dạ em Hồng Diệu chính là một bé gái, năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi. Tuy nhiên ở em thì lại có một cái điều khá là đặc biệt. Đó chính là đôi mắt của em có thể nhìn thấy cũng như là nghe được những cái vong linh cũng như là quan hồn hiện ra xoay quanh em. Dạ, để tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh diễn ra xoay quanh em Hồng Diệu là như thế nào thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng gặp gỡ gia đình cũng như là người thân để tìm hiểu về những cái câu chuyện tâm linh này nha cả nhà. Dạ coi, bây giờ thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video để tìm hiểu về sự việc cũng như là hiện tượng lạ mà em Hồng Diệu gặp phải mỗi ngày nha cả nhà. Xin chào. Chú xin chào con gái nha. Dạ. Con gái tên gì? Tên Nguyễn Thị Hồng Diệu. Hồng Diệu. Dạ. Rồi, con có thể kể lại cho chú nghe là bữa đó là con gặp những cái quan hồn là như thế nào không? Dạ, lúc đó con ngồi đây nè, con ngồi con coi phim. Rồi xong con nhìn xong con thấy chó sữa, rồi con nhìn qua con thấy nhóc người luôn. Nhóc người đứng ngay đâu con chỉ cho chú coi. Ở ngoài á. Mà lúc đó là mấy giờ con? Dạ lúc 10 giờ. 10 giờ ha, mà dạ. Cửa này chưa đóng sao? Dạ chưa. Là con gặp đứng ngay đâu? Dạ nó đây nè. Đứng ngay đây. Nó đi theo nước ngoài luôn. Là sao con biết là quan hồn? Dạ lúc đó là chó sữa cha con cũng có nhìn á, mà cha con không thấy gì hết. Rồi con thấy, có mình con thấy. Nhiều người không con? Nhiều. Mà gương mặt làm sao con? À, cơ mặt nó, cái tóc nó che hết rồi. Tóc nó che là hả? Dạ là... Thấy ghê vậy? Dạ. Mà nó đứng đông lắm hả con? Dạ đứng đông. Ồ. Rồi khi đó rồi con xử lý làm sao? Dạ lúc đó con sợ con run rồi con Nam Mô Phật giấy. Ừ. Dạ con xoay qua con coi phim đỡ sợ hơn. Mà con có kêu cha con không? Không dám. Không dám la lên luôn. Dạ. Ồ thì ghê quá. Rồi con có kể cho chú hôm bữa là con đi qua người em con á, con gặp như thế nào, con kể cho chú nghe coi. Lúc đầu nó cũng tối rồi. Sao bây giờ rồi con nhỏ em nó điện. Nó điện xong con nó kêu là qua gước nó về. Rồi con lấy xe. Dạ con rồi xong quay lấy xe. Con chạy tới khúc Tân Phước A2. Ngay chân đó đi nè, cũng gần tới rồi. Gặp ma ngồi khóc, nó ghen. Mà có ma bự không con? Dạ, nó tướng cũng giống hệt người á. Nó ngồi như người vậy ha? Dạ. Con có lộn là người ta không? Dạ không, nó ngồi nó làm như nè. Làm như nè. Nó khóc, nó la. Nó khóc mà nó la. Dạ. Rồi con có dám lại gần nó không lúc đó?
Dạ lúc đó cô không dám. À. Dạ. Thì rồi chú có nghe nói có lần con vào viện mà cùng với bà nội rồi con gặp ma là như thế nào, con kể cho chú nghe với. Dạ. Khi mà con vào viện á, con nuôi bà nội á, rồi con gặp ma như thế nào con kể cho chú nghe với. Dạ ba con à. Con nằm đây cái giường đây nè, rồi nọ con nằm cái giường đây nghe ngủ. Lúc đó con ngủ không có được, con mệt có chịu á. Ừ. Rồi con say nằm say qua bà nội. Con thấy con người đứng đây nè. Đứng ngay sát bà nội con luôn. Ờ. Thò ra tay nè, bóp cổ. Rồi con niệm Phật. Niệm Phật nó nghe rồi nó qua hiếp con. Mà nó kêu lúc mà đó im đi. Bà nội có thấy không con? Không, lúc đó nó con ngủ. À. Dạ. Là con la xong là nó mới đi lại con luôn. Nó đứng nó nhìn con hí con mà im đi. Không có chuyện mày này đó. Mà lúc đó con gùm dữ lắm luôn. Mà gương mặt nó ghê không con? Dạ, mặt nó xanh lè. Con có lộn là người ta không? Dạ không, lúc đó là ai cũng ngủ hết trơn rồi, đủ người hết trơn, có 4 người à. Ở trong phòng có 4 người. Ừ. Mà có thấy hai người kia ngủ bên kia, còn con với mình nội. Là hai người kia còn ngủ kế bên luôn. Dạ. Mà hai người kia có thấy không con? Lúc đó người ta ngủ say rồi. Ừ. Chỉ có người con thức à? Lúc đó có gài cửa khóa rồi, không có ai vô được. Ừ. Thấy ghê vậy. Ngoài ra con có lần nào con thấy nữa không? Con kể cho chú nghe với. À. Đúng rồi, con đi tìm em con á, lúc nó đi chơi á, bằng đêm á. Ừ. Con tưởng không thấy con sợ lúc con em con với cha con giận cái gì á, nó cầm điện thoại nó đi luôn. Rồi xong tưởng nó đi ngoại đi bộ con sợ, con mượn xe với em. Ừ. Con chạy rồi con thấy cái bóng đen mặc áo đen á, con tưởng em con cũng ưa mặc áo phát đen á đi á, con tưởng em con chạy tuốt khỏi nhà luôn. Ờ. Rồi xong á. Rồi tới cái chỗ kia khúc kia rồi xa nhà lắm luôn á. Rồi con thấy xe em đa con xét vô lại một chút. Rồi con thấy xe em đa nó chạy ngang cái bóng đó luôn. Cán qua cái bóng luôn. Dạ. Rồi con giật mình con quay lại con sợ cũng quá trời run luôn. Lúc đó gặp em con á trời. Con mừng luôn. Ừ. Mừng có người đi chung. Có nghĩa là nhiều lần con gặp rồi ha. Dạ. Gặp bệnh viện là giỡn nha. Giờ cái đồ đi chơi chung nó không cho. Dạ. Nó chút cả tôi. Dạ. Giỡn là sao, con có thể kể cho chú nghe không? Giỡn với ma á. Dạ. Rồi ma nó giỡn với con á là bữa đó như thế nào không con? Không có cho giỡn. Không cho. Là sao con kể cho chú nghe chứ? Dạ. Ở đâu? Lúc nào? Ở trong bệnh viện. Rồi làm sao? Nó đang giỡn, nó chơi đùa rồi xong con thấy nó... Ma giỡn luôn hả? Dạ. Con thấy giỡn... Vậy là nhiều lắm hả con? Nhiều. Ồ. Bắt đầu những con ma đó nó giỡn với nhau. Rồi con tính ra con giỡn chung hả? Con ngồi lúc đó con ngồi đó con thấy. Ừ. Con thấy vui quá, con không có ai chơi chung á. Trong viện mình ơi nè. Buồn quá. Rồi con xin nó chơi nó không chờ. Không có chơi với mày. Ồ, sao con gan vậy? Con dám lại gần nó luôn. Con biết là lúc đó thì gan luôn. Mà con biết là ma không? Dạ. Con biết đó là ma không? Chắc con không biết đâu. Con thương. Tưởng người ta hả? Hay cũng có người đó. Hay thấy tay ta cũng có. Đang ngồi ăn cơm nữa. Ừ. Có người ăn cơm nữa. Ồ. Y như lúc... là người ta mình vậy hay con ha? Người ta ăn cơm á. Rồi lúc đó tôi ta đói á. Tôi ăn á. Tôi mua lên ăn á. Ừ. Thấy ghê quá. Chú xin chào con gái nha. Dạ. À, con gái cho chú hỏi thăm á. Chú có nghe nói là hôm bữa mà bé Hồng Diệu á là bị giống như là vong nhập á. Là dạ. Bữa đó con có ở gần á. Con có thể kể là cho chú cùng với quý vị khán giả gần xa được biết không? Dạ biết. Là mới là bữa cũng có 1-2 tháng rồi. Tụi con tụ tập lại gần tối á. Cũng cho dạng tụi con lại bộ dạc á. Con nói chuyện chơi. Là chú Bích mới rồi vô cũng nói chuyện cười vui lắm. Xong rồi tự nhiên qua một thời gian chút xíu là nằm ngay chỗ trong góc đó. Đấy mệt á, đắp từ trên đầu tới chân rồi. Ừ. Là không nói chuyện. Nhìn nó thấy liếc tụi con hoài luôn. Con nói
chắc con Nghi là nhập vô rồi. Con nói là con với bộ con nói là Nam Mô Di Đà Phật á, chứ diệu bụng tay ơi rồi lăn qua lăn lại á, con biết rồi, cái con đi lên nói mẹ cha. À con cũng lanh ha, có nghĩa là khi mà con thấy bé Hồng Diệu á, đúng rồi con Nghi rồi, bị ma nhập là con biết rồi ha. Con Nghi rồi, chạy con mới lên giả bộ nói cha mẹ, con niệm Phật liền đó. Trong lúc đó là bụng hai tay lại lăn qua lăn lại, lúc đó là cậu ba cũng đi công chuyện á, chưa về á, là lúc đó là đợi cô ba về cô ba mới biết, con nói cho cô ba hay. Mà nghe tiếng Phật là sợ lắm hả con? Dạ, con nói có vài câu rồi chứ sợ lắm luôn, lăn qua lăn lại. Còn con với bụng nó là chơi chơi dịu rồi chơi lại đi chứ cúng đi, không có không chịu, xong mà nhập vô rồi không có ra liền đâu, cỡ gần hơn nửa tiếng á mà đợi mời thầy xuống nó mới ra liền. À đó là Vong Nhi á, nhập vô á. Vong Nhi hả con? Dạ Vong Nhi. Thế ớn gì ta? Cậu ba đi mua lên nhà con lấy kẹo bánh á để cúng á, là nhập vô cười, lúc cười nhầm lúc khóc. Là bé Hồng Diệu cười rồi khóc luôn, lúc cười lúc khóc. Lúc cười mà... mới vô cầm cái nhang lên là cúng là cười liền. Rồi gái rồi ghim vô thì khóc. Thì ghê vậy trời. Rồi xong cái mẹ con hái dị bị con chạy lên trển mời thầy xuống. Xong rồi thầy nói là bé này bị ông Nhi nhập vô, không cho ai đi ngang đường đó hết trơn á, tại vì cái chỗ đó là giờ nhóc người đang đứng chờ. Là cái đường hẻm này hả con? À, đường hẻm từ đi ra vô á. Ừ. Là đứng nghẹt người luôn, chờ Bông Nhi ra để nhập vô lại, nhập vô người khác. Ồ. Là lúc đó là gãi gạo hay cái gì đó không chặn, do không cho ghi bù bù trước cửa, không cho ta vô liền. Ừ. Lúc đó khóc cười, xong rồi kêu là cầm cái, để cái văn ấy đầu á, để cho đỡ, rồi ghi bù lên chén á, hoặc cái lưng này xong á, rồi đánh hỏi là ra chưa, lắc đầu không ra, xong đánh nữa, xong cái từ từ đau quá cái khóc, xong rồi đi ra luôn. À có nghĩa là mình gãy đồ để chặn đường những cái dòng khác đựng cho vô liền. Đựng cho vô. Thầy nói là nó đang đợi Bông Nhi ra rồi để nhập người khác nhập vô lại á, nhập vô thân thể chế diệu á. Ồ là bữa đó con chứng kiến từ đầu tới đuôi luôn. Dạ. Là lúc đó là cỡ gần nửa tiếng mà xong rồi chứ diệu á, người ta thầy hỏi là đỡ chưa, nó dạ đỡ rồi. Cái kêu chứ Diệu nằm nghỉ chút đi, đừng có tối đừng đi ra đường nữa. Xong cái từ chứ Diệu qua ngày sau là chứ Diệu hết thấy. Ừ, thấy ghê quá. Là thầy kêu là mỗi ngày cúng ngay chỗ đó thường xuyên luôn, cúng là phải mặc áo dài tay. À, như vậy là qua lời kể của người thầy xuống chị thì nói là Vong Nhi nhập hay con ha? Dạ, Vong Nhi nhập. Ừ, thấy ớn quá. Rồi, chú xin chân thành cảm ơn con gái nha. Dạ. À, ok. Ở con ngồi đang ngủ nè, đang nằm ngủ ngon kìa, ngon lành lắm. Tự nhiên con nghe giật mình là con nghe tiếng kêu con, kêu tên con. Kêu Hồng Diệu luôn hả? Có tên giả nữa. Con tên giả là tên gì? Bích. À, kêu con là tên Bích ha, kêu sao con? Nó là Bích ơi, rồi con giật mình tưởng kêu cha kêu á, Bích ơi á. Rồi xong có hất. Rồi lúc đó là con ra, con thấy cha nằm ngủ rồi. Ủa sao con nghe tiếng kêu Bích? Ừ. Con tưởng cha kêu không à. Mà ban ngày luôn hả con? Buổi tối. Buổi tối ha. Dạ. Lúc đó con kêu Bích ơi. Lúc đó con nghe tiếng kêu Bích ơi, con kêu dạ gì cha. Lúc đó cha con ngủ say á. Ờ à, dạ. Thấy ghê vậy. Có nghĩa là nó kêu ra tiếng kêu con luôn. Dạ. Nó kêu Bích ơi. Còn con tưởng cha con dạ cha. Lúc đó cha không trả lời. Rồi con chạy ra, con mở cái mồm ra, con ra. Rồi con thấy cha đang nằm ngủ say luôn. Con hiểu luôn. Mà trong nhà con có người nào lạ không? Không, lúc đó có hai chị con. Ừ. Sợ quá. Như vậy là con nhiều lần con gặp ma rồi ha. Dạ. Ừ. Có lần nào mà nó lại mà nó nhát con luôn không? Dạ không. Nói lúc đầu là khúc đầu mới khúc đầu à, thấy là con cha con không tin rồi đó. Ừ. Con thấy là cha nói như có bắt ốc nữa, mà cha nó là xàm quá, trên đời có ma gì. Ờ đúng rồi. Nhưng mà con thì con nhìn thấy ha. Dạ lúc đó con thấy, em con không thấy. Con chỉ nó dữ lắm luôn, nó không thấy, con thấy con ghen. Mà hình người ta rõ ràng luôn không con? Lúc đó là tối quá à, con không thấy rõ, con thấy bóng trắng à. Ừ. Còn mà hiện về đây đứng trước cửa là thấy rõ ràng người ta luôn. Dạ. Mà khoảng mấy người con? Con không đếm nổi. Nhiều lắm hả? Dạ. Sao đâu mà nhiều dữ người ta? Không biết nói chuyện bữa lúc đó ngày gì mà nó tập tụ lắm luôn. Là nó đứng trước cửa nhà con ha? Dạ. Mà tóc thì nó che mặt nó lại. Dạ có người nam. Có nam có nữ. Dạ. Thế ớn gì ta.
Rồi khi mà thấy như vậy là con rung mình mấy hết chưa? Rồi đó, đó con không nói chuyện được nói luôn. Sợ quá, con kêu cha đóng cửa lại luôn. Nhằm khi vừa con thấy con kêu cha đóng cửa lại. Ừ. Con dám nói con nói đóng cửa lại cha ơi. Kêu đóng cửa lại cha đóng lại. Mà con kể cho cha con tin không? Dạ. Khi mà con thấy như vậy rồi con kể cho cha con rồi cha con có tin không? Nhiều khi không, hồi bữa gặp ông thầy, cha nói ông thầy á xuống cha mới tin. Con thấy người chỉ nói cha mới tin. À. Còn người người ngoài con kể như cho bà ngoại rồi nghe là bà ngoại tin không con? Em con đồ đó. Dạ tin. Tin ha. Dạ. Ừ. Tin nhưng mà lúc đó chưa cứ rước thầy về á. Làm tin rồi rước về cái tin. À rước về rồi thầy nói rồi mới tin ha. Dạ. Ừ. Có nghĩa là trước lúc mà thầy giúp con để mà gỡ bệnh ha thì là con thấy hoài luôn. Lâu lâu là con thấy một lần vậy đó ha. Từ khi khi sư phụ xuống hết thấy luôn. À từ khi sư phụ xuống mới hết thấy ha. Dạ. Ngủ không có ai kêu nữa. Còn lúc chưa có sư phụ thì con thấy hoài luôn. Kêu luôn, ngủ rồi kêu luôn. Dạ. Kêu rồi con kêu dạ cha, chứ kêu cũng gì. Rồi cha con không dám lời con bước ra ngoài, con thấy cha ngủ rồi. Ừ. Nó nói hơi sợ nằm ngủ dái. Ồ, hơi ghê quá, chú nghe con kể là chú diễn tả giống như là chú hình dung ra. Giống như là đối với cái đôi mắt của con á, nó khác người á. Con có thể thấy được người của âm á. Giống như là con đủ duyên con mới gặp được những người đó. Nè, có lẽ là theo chú nghĩ là họ đến nhà con để họ xin cơm, xin đồ ăn á. Nhưng mà tại con không biết á. Ừ, có thể là họ đói á. Rồi họ đến đây để mà họ xin cơm con ăn. Nhưng mà họ nói chuyện với con thì nhiều khi họ nói nhưng mà con không nghe được. Ừ, nhưng mà con có thể thấy được như là cũng tâm linh dữ lắm luôn. Ừ. Hồng Diệu ơi. Dạ. Con cho chú hỏi thăm khi mà sư phụ á, sư phụ làm phép á, rồi con cảm thấy như thế nào trong người? Khỏe. Khỏe ha? Dạ, không hết mệt nữa. À. Lúc mà sư phụ làm đây này, con thấy cái đường gì nó đi ra. Đi ra hả? Nhưng cái nhột cái lỗ tai, tai nó ra hay gì? Rồi khi mà sư phụ làm phép ở sau lưng con. Dạ. Thì bắt đầu là có một cái giống như là cái gì đó nó chui ra ha. Dạ. Là nó đi nhọc là đi ra tới ngón tay con hả? Cái bàn tay luôn cũng ra luôn. Ừ. Thế là hai bên hai rồi chứ. Là hai bên là có đều hết hai bên luôn. Dạ. Con không biết nữa. Giống như là có một cái gì đó nó ra trong người con ha. Dạ. Rồi bây giờ là con thích đi núi đi đồ không? Dạ phải. À. Anh lúc con gửi mấy đám bạn đi chùa. Đi chùa với đi núi rồi con khoái ha. Dạ. Hồi lúc chưa thấy nó đi chùa chứ đi núi á. Dạ. Nó cả nó là lạc nó khóc không được đi. Dạ. Hồi lúc thầy chị ở giờ hết rồi khỏe rồi nó phải đi. Dạ. Giống như biết tới Phật pháp rồi đó. Ừ. Nó trốn ông thầy vô tôi cũng vô nó trốn rồi cái xe ra xe bếp á. Trốn ha. Ờ trốn khóc là khóc. sao con trốn sư phụ vậy? Sư phụ xuống giúp con mà sao con trốn? À, ở trong người con điều khiển con hay là tự nhiên con đi trốn? Còn lúc đó hơi sợ. Con đứng nó cần sợ. Không. Nó nghe con... là chú. Con... Nó nghe hôm nào có gặp phụ lớn nó hôm nào cái gì? Có người đi ra, nó chạy, nó la, nó chạy. Ghê vậy? Nó chạy ra ngoài hè. Có người trong người con chạy ra thấy sư phụ là chạy hả? Dạ, con nghe nó sợ quá chạy đi luôn. Ừ. Cái gì vậy? Ồ, gặp tới giờ luôn, phải tới giờ luôn á. À, giống như là em nó bị những cái vong linh dựa vào người luôn rồi. Chắc vậy rồi. Dạ, chắc nó đi đâu ban đêm hay gì rồi bị dựa. Vài bữa nữa là con kỹ nha, như chú, theo chú biết được biết á, thì con có thể là con yếu bóng vía á, cho nên con những cái chỗ tâm linh mà u ám á, con đừng có đến đó. Tại vì con yếu trong người á, là khi mà con đến những cái chỗ tâm linh mà u ám á, giống như là những cái chỗ mà nó hay xuất hiện những cái vong hồn á, những cái chỗ mã chết linh rồi đó. Ba cái tên nè.
ngã ba ngã tư hoặc là những người chức quan rồi đó, thì con đừng có nên lại chỗ đó. Và con phải né những cái chỗ đó ra, tại vì con là người nhẹ bóng vía, khi mà con đi đến đó là họ sẽ nương nhờ vào cái thân của con đó để họ ăn uống hoặc là họ nói lên những cái gì mà họ muốn nói đó. Họ mượn cái thân của con để họ nói với người khác á. Là mỗi lần vô như vậy là mệt lắm, mà có khi là họ không chịu ra nữa, chứ đừng nói mà kỹ kỹ á. Con đi những cái chỗ, đừng tránh những cái chỗ u ám nha. Con đi ngang kia đó hoài. Ngang cái gì, tì hay gì? À, ngang kia cái mã, mã của sao đây nè. Ghê vậy? Ồ, cái bên cái cầu hàng linh lắm. Lúc lúc nó còn sống á. Dạ. Còn đá gà, đá gà rồi đó, lúc mà vợ nó hai chồng gà lộn, rồi tôi phiên hai chồng nó không nghe, rồi hàng này uống ba của đằng á, nó tự giận trước mặt vợ luôn. Ừ, vợ nó không giật, vợ nó đâu giật đâu, nó uống nửa chai, tự nhiên dễ rồi không ai chờ, không ai chuyển nó đi. Dạ. Lát quá khứ rồi mới chuyển đi giữa đường nhỏ, nó chết, lắc cả chết mất luôn. À, như vậy là tại vì cái chỗ đó chết quang. Chết quang. Chết quang. Con đi cầu đó hoài luôn. Ngất nè. Hẹp nó trong giữa gốc nó chết rồi, con gà nó nhảy lên trước đầu hàng á. Dạ, con gà ha. Con gà có nói luôn. Dạ. Thấy ghê vậy ta. Ghê lắm, tôi nói vậy tôi cũng giữa gốc nè. Dạ. Trời ơi đó. Con đi ra đó làm gì, con đừng ra đó nữa. Con đi cầu. Nhưng mà có chỗ khác không? Dạ không. Cái chỗ đó không à. Dữ lắm. Trộn nó mắng nó này kia, rồi nó hiện về nữa, dắt bằng ngày đó. Dạ. Dắt chưa, vợ nó thấy luôn mà. Ừ. Giặt màn lên, vợ nó thấy luôn. Ôi trời, nó lừng quá. Lên, vợ nó tới giờ chưa có chồng. Dạ. Ừ. Ồ, như vậy là con nên cẩn thận nha, kỹ kỹ nha. Con đó. Ừ. Tôi đó giờ không có thấy, nhà tôi cũng vậy nè. Dạ, theo con độ chắc những cái vong linh đó nó chọc phá em Hồng Diệu mà. Ừ. Dạ. Dạ, em xin gửi lời chào anh Hải ạ. Chào em. Dạ. Dạ, thưa anh Hải, anh Hải cho em hỏi thăm á, bé Hồng Diệu á là như thế nào với anh Hải? Dạ, nó là gái thứ ba chú. Con gái thứ ba của ba. Dạ, tôi bốn đứa con ạ. Nó bỏ đi hết trơn rồi hay mẹ rồi. Dạ. Dạ thưa anh Hải, vừa rồi thì em có trò chuyện với bé Hồng Diệu á. Thì em nghe bé kể là nhiều lần bé gặp những cái quan hồn. Tuy nhiên bé, những lúc mà bé gặp những cái quan hồn đó, bé có kể chuyện lại với anh không anh Hải? Có. Có đi lúc đi trên nội á, trên nhà Phụng Hiệp ta. Dạ. Nó thấy nhiều lần rồi, mỗi lần đi là 10 lần là thấy hết 10 lần. Rồi nó rồi sau thấy cái là sau nó bệnh nó mệt á, rồi vô phòng cấp cứu rồi bác sĩ khám không ra. Yeah. Khám ra rồi đem về thầy rồi đuổi ra, rồi nó khỏe. Dạ. Yeah, có nghĩa là khi mà bé gặp những cái quan hồn rồi, quan hồn là xong là bị mệt trong người liền ha. Mệt mình nó thở rồi oxy luôn. Dạ. Thở oxy luôn. Dạ thưa anh Hải cho em hỏi thăm á, khi mà bé nó ở nhà anh Hải thì nó có những cái biểu hiện giống như vậy không anh Hải? Cũng có. Dạ anh Hải có thể kể cho em được biết lần đó như thế nào không ạ? Lúc nhà cũng lâu lâu mới có một lần, có. Dạ. Lúc ở nhà nó tự nhiên sau nó đang chơi gì đó, đang coi phim đó, rồi sau nó dòm ra nó thấy. Nó thấy hai ba người đó. Rồi tôi cũng tin á. Tôi nói yeah. Mày dốc quá mày. Thì con thấy thiệt. Nó thấy á. Ghê vậy ta. Rồi lát tự nhiên nó nhập vô vậy. Nó khóc, nó cười. Khóc cười quá trời rồi tôi mới kêu ông thầy chính. Khóc cười hả nãy? Khóc cười luôn, ngay trên chỗ này nè, trên chỗ bùi giặt luôn. Dạ. Yeah. Ghê lắm kìa. Rồi tôi rước rồi ổng đuổi ra, rồi lát nó tỉnh, nó không biết gì hết trơn. Dạ. Nó không biết gì hết trơn. Dạ. Thưa anh Hải, em thì biết Hồng Diệu, bé Hồng Diệu anh Hải thì cũng khá là lớn rồi. Tuy nhiên từ cái lúc nhỏ thì bé có những cái biểu hiện này không anh Hải? Không, từ từ
đi học nghỉ đi học mới có nghỉ đi học rồi mới có đó. Lạ kỳ với ta. Ừ, học lớp 6 rồi nghỉ mới có năm rồi năm nay nó là gần 2 năm rồi. À, là bé cứ liên tục thấy những cái vong linh nó hiện ra ha. Có vẻ như cũng sợ ha anh Hải ha. Sợ khi mà bé nó bị nhập rồi ai cũng sợ. Anh Hải sợ không? Sợ. Nó làm thấy ghê lắm hả? Ghê lắm. Nó liếc và chợ qua chợ lại ghê lắm kìa. Dạ. Nó cười khóc nó cười. Ồ. Dòng ngự ra tụi nó anh rồi không ai tên. Nó dốc. Thôi là rước thầy bà nó con nhỏ này dốc. Thấy ngổ gần luôn. Dạ. Ai đây cũng ai cũng biết chân. Dạ, em nghe anh bé nó tên. Kể em cũng sợ. Tôi nói với chú nè, chú không tên hỏi gì dài sớm. Nhỏ này sao biết à. Dạ. Giờ cũng nhờ ông thầy chữa bớt rồi cũng mừng. Giờ nó cũng còn khờ quá. Khờ hả anh? Khờ. Dạ, có nghĩa là sau khi mà được thầy giúp đỡ thì bắt đầu là ít thấy những cái vong linh lại. Ừ. Rồi lúc ông thầy đuổi rồi hả, nó còn nắng cả này nè, nắng hơn nha. Dạ. Rồi ngủ đắp mền, thấy chuyện ngộ trời. Thấy chuyện ngộ quá, mình nắng thì mình đập bắt một gió còn nóng, còn nực nữa. Dạ. Rồi không chịu nổi nữa, nó đắp mền, sau đó tay lạnh ngắt à. Đắp mền mà tay thì lạnh. Ừ, tay lạnh, tay giò lạnh ngắt luôn như cái tay nha. Ừ. Dạ, cái chuyện ngộ chứ. Em nó có bị sốt không ta? Không. Bình thường. Lạ kỳ vậy. Ồ, kỳ. Rồi từ nước ông thầy cà tha lá. Dạ. Cho phụ đó nó đỡ rồi, nó không đắp bền. Dạ. Như vậy là hồi ăn cơm bếch chú. Dạ. Sao ngủ ha. Từ nó phải ăn cơm bếch. Từ nó còn bệnh nó ăn 5-6 chén. Gì kỳ vậy ta? Ồ, nó ăn cuốn giống. À. Giờ nó ăn chén, 2 chén à. Sáng ăn có 1 chén bột à. Dạ, giống như là những cái trong đó nó mượn cái xác, thân xác của bé để nó ăn ha. Ồ, ăn. Ăn nhiều lắm ha. Ăn nhiều lắm. Dạ. Chỗ ăn cũng hơn thôi đó. Dạ. Thế ớn quá. Em nghe anh Hải kể, em ớn quá. Có nghĩa là anh Hải là người trực tiếp chứng kiến. Ồ. Cho nên anh Hải mới tin vào cái câu chuyện này ha. Ừ. Có thể là mình nói ra người dân người ta không có thấy tận mắt cho nên người ta... Tại vì tôi là cha nó. Nó dốc ha. Tôi là cha nó, tôi biết. Dạ. Dạ thưa anh Hải. Anh Hải cho em hỏi thăm á. Cuộc sống của anh Hải thì có 2 cha con hả gì? 2 cha con. Tới 4 con lận. Còn 2 đứa con gái. Rồi 2 cha nó bỏ hai mẹ rồi trên phố á. Dạ. Mới đây rồi bà ngoại nó mượn đi lên phố lên mẹ nó. Dạ. Rồi sau mẹ nó bắt đi luôn. Còn nhỏ thứ 3. À, con bé Hồng Diệu này là thứ 3. Thứ 3. Còn 3 người con nữa. Còn 3 người nữa. Là anh Hải là được 4 người con. 4 người con, 2 trai 2 gái. Nhưng mà vợ của anh Hải bỏ đi như vậy là lâu chưa anh Hải? Khoảng 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi ha. Từ còn ở chung các nhà ở sông á, thấy chùm sụp nước ngập á, rồi hàng tại cửa người ta chỉ chọc, người ta cho được hàng tại cửa được 2 mấy triệu đó. Dạ. Rồi nhà nước cũng cho các nhà tình thương cắt ra sau người ta mới cho, ở sông cũng cho. Dạ. Rồi thêm tiền vô rồi với mua được cái tủ với cái tiếng nè. Dạ. Cắt giữa chừng nó bỏ hết tiền, nó thấy hết tiền là tạo hết tiền là nó nghỉ dột nát cái chân tượng hai bên nó dột một cái chân. Dạ. Trong hết rồi cầu toilet chưa không có rồi cầu xí không có. Mong đồng đạo cho nhỏ. Dạ, có nghĩa là hiện tại là bây giờ là mình không có nhà vệ sinh. Vệ sinh với cầu tắm á. Dạ. Rồi bình thường như vậy là tắm là phải xuống sông tắm hay gì anh Hải? Không, có cái nước làm sao á. Dạ, có cây nước ha. Ừ. Rồi mình tắm ngoài vậy luôn. Tại tôi gung quá, nó dấp. Dạ, không sao đâu anh Hải. Gung quá anh ta.
Dạ đâu có gì, anh hãy cứ tự nhiên như bình thường cuộc trò chuyện giữa hai anh em mình thôi, đừng có căng thẳng quá. Dạ dạ thưa anh Hải, như vậy thì ngày thường anh Hải, cuộc sống của anh Hải á, ngày thường thì anh Hải làm cái công việc gì để mà sinh sống? Ở đó còn vợ đi hớt tốt, nuôi bốn đứa con với vợ nữa, rồi về đây rồi nó kêu nhà hư rồi, người ta cắt hư rồi, dột nát hết trơn, tính vợ kêu bằng tiếp. Dạ. Đi bằng tiếp rồi tính không cho nó, cản nó cũng đi nữa, thôi hãy cho đi đi. Dạ. Cũng đi luôn rồi mà một hai tháng sau rồi là chở có ông khác gặp một... ông bắt với ông già. Dạ. Một hai tháng sau là có ông khác rồi. Tôi không tin á, cặp chèo nói tôi mới biết. Dạ, rồi bỏ anh Hải luôn rồi. Bỏ luôn rồi chưa ly dị ha, rồi rồi một hai năm sau rồi bỏ ông và bác, rồi qua ông bắc kia, rồi ông bắc kia ông kêu là sợ ly dị, kêu chưa ly dị đó. Dạ. Vì kêu về là ly dị rồi mới kéo về đây kêu ly dị đó, rồi coi đứa nào theo theo. Dạ, rồi chị dẫn theo hai người con trai hả anh Hải? Dạ, rồi bây giờ gần đây thì về bắt thêm một người con gái Úc đi nữa. Dạ, Úc nè. Dạ. Thưa anh Hải, như vậy thì cuộc sống những ngày này của anh Hải thì làm gì để mà có tiền để mà sinh sống anh Hải? Cũng làm học điều em ơi. Học điều hả? Học điều. Rồi một ngày như vậy hai cha con kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày cũng được 3 ký, 4 ký. 3 ký, 4 ký. Mà 1 ký là bao nhiêu anh Hải? 1 ký... ký 4.500. Ký được có 4.500 à? Cái tay tôi bằng đâu có lẽ đâu, lúc của tay chưa gãy á, là một ngày ngày mấy lần bao gãy, giờ cần tệ quá chú ơi. Dạ. 3 ký 4 ký là hai cha con kiếm ngày được chưa được 20.000 nữa. Chưa được. Dạ rồi như vậy rồi sao đủ mà cơm nước anh Hải? Mình có gạo qua hổm người ta cho, bình dịch đó nhà nước cho, với người ta cho đó cũng được trăm ngoài ký, hai cha con ăn còn có 40 ký à. Dạ, có nghĩa là mình sống gạo và ấy là nhờ vào sự giúp đỡ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Còn thức ăn thì mình tự thả lưới mình kiếm ha. Kiếm ốc với thả lưới. Dạ. Còn tiền thì ngày kiếm được chỉ có hai cha con là bé phụ vô luôn, là anh Hải mới kiếm được chỉ có 20.000 thôi. Dạ, cuộc sống quá khổ cực anh Hải ha. Dạ. Chưa gãy hớt tóc cũng được lắm, bữa cũng trăm ngoài, khi 200 còn dở ha. Dạ. Cuộc sống cũng được lắm, nuôi được ba bốn con thêm vợ nữa, sau vợ sinh tật. Dạ. Hồi đó thì nuôi được ha. Và từ lúc gãy tay thì bắt đầu vợ bắt đầu sanh tật. Bỏ anh Hải đi. Bỏ. 5-6 năm rồi. Hiềm con nó thấy cha có tật là kia nó cũng nản nữa. Cha mặn có tiền á. Dạ. Hai người con trai cũng nản anh Hải luôn. Nản luôn. Lúc gãy tay nó không điện đài gì trơn. Từ đi tới giờ nó không điện luôn. Gãy tay. Không hỏi. Nhưng mà ngày xưa thì một tay anh Hải cu mang hết. Dạ, ngày xưa hớt tóc là đồ khá hơn anh Hải ha. Khá. Dạ. Dạ thưa anh Hải, như vậy thì những ngày sau này anh Hải có cái dự định gì để mà tiếp tục vươn lên trong cuộc sống hả anh Hải? Dạ, cầu mong các tài trợ giúp mới vươn nổi, không vươn nổi ta gãy gì đâu vươn nổi. Dạ, anh Hải có dự định là đi làm cái gì để mà kiếm được tiền không? Bán số, không có tiền vốn bán số. Dạ, có nghĩa là anh Hải tính đi bán giấy số nhưng mà không có vốn ha. Dạ. Đi lo cái nhà sau dột quá. Dạ, như em nghĩ chắc anh Hải bán giấy số chắc nó cũng đỡ. Nó cũng một phần nào ngày kiếm cũng được 100 cũng đỡ. Dạ. Chắc theo em độ chắc bà con cũng thương anh Hải mà, chắc dễ bán. Dạ. Dạ thưa anh Hải,
Thì ngày hôm nay á, em đến thăm anh Hải á, thì em cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ em xin trao riêng cho anh Hải ha. Dạ. Dạ. Thì hy vọng rằng anh Hải cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà còn tiếp tục lo cho bé Hồng Diệu nữa. Dạ. Anh cũng cảm ơn em nhiều. Dạ. Rất nhiều. Dạ rồi, anh Hải cố gắng chúc giữ gìn sức khỏe nha. Chúc em mạnh khỏe, mạnh phát đạt. Dạ rồi, cảm ơn anh Hải tiền nhiều. Vô nước. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh Hải nha. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, thì vừa rồi là cuộc trò chuyện cùng với em Hồng Diệu, cũng như là gia đình của em Hồng Diệu. Dạ, thì vừa qua cả nhà mình cũng đã một phần nào nắm rõ về hiện tượng lạ diễn ra xoay quanh em Hồng Diệu. Dạ rồi, những câu chuyện tâm linh khá là khó có lời giải thích. Dạ, thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày ạ. Xin chào. Mình là Vinh.